mình ra bên giữa hâu đỏ sáng mai đẹp lại bóc bóc có một cái mẹ ô lên rất là hoành tráng và quy mô. Hiện tại bây giờ là nhóm anh đang chuẩn bị cái khâu mà ăn uống. Nào, hãy xem các bạn ấy chuẩn bị như thế nào nhé. Đi. Đây. Đây chính là bạn không có anh. Đây chính là bạn Thiên Ngân. Thì các bạn chỉ một lần. Đây. Đây là Cẩm Thanh, nhìn các bạn đi gan chắc chắn. Còn ở đây người phụ nữ đảm đang nhất. Đây Nị, nhìn cái mặt như trai xá xị. Đây còn bên đây em là hết miếng rồi này. Đúng rồi Thành hết miếng rồi, cái mặt như cái trứng cút. Đây một nhân vật đặc biệt là xin giới thiệu, đây là Quỳnh Phan Trọng Heo Họng Chó gì Quỳnh Phan Trọng Quỳnh. Đây là một nhân vật rất là được nổi tiếng rất ở hải ngoại và là ca sĩ hát tại Paris bên đây. Thì bây giờ là anh ta hiện tại đây, bây giờ anh ta là móc bọc ni lông ở đường mà cung. Cất cái máy của tôi rồi. Bây giờ đang trong tình thế rất là nguy kịch, phải cứu đồng đội mình thôi. Nào, tiến lên.
súng hết đạn rồi. Nghỉ chơi. Về. Mình quá hết đạn. Ra đi con cái chơi mày. Trời. Thôi, hôm nay mọi người đi chơi có vui không? Vui. Nhưng mà Phan còn đợi một người rất là quan trọng trong nhóm chúng ta nữa. Trời ơi, bả tới trễ, bây giờ cũng trễ. Tới rồi kìa. Cô mà. Không có tới. Vui đủ mệt hả? Xin có thể vui năng lượng như vậy. Nói chung là hôm nay cảm ơn bạn diễn viên Barbie Sù Tường đã tham gia cùng nhóm để mà có buổi vui chơi thật là ý nghĩa. Và bạn Barbie Sù không biết là có gửi tới lời chúc cho các bạn khán giả cái gì không ạ? Hôm nay chuyến đi của mình rất là vui và có nhiều bạn bè nữa, cho nên mình mong các bạn sau năm mới này có nhiều bạn bè cùng đi chơi, picnic, cắm trại các kiểu như thế này. Chúc các bạn năm mới thật là nhiều sức khỏe, may mắn và thành công hơn trong công việc. Ngày càng lớn tuổi thì mình sẽ càng xinh đẹp. Mình làm có nhiều con trai hoặc con gái kiểu vậy đó, nếu mà AFA thôi, mình nói vậy thôi. Yeah, rất cảm ơn lời chúc của bạn Barbie Sù. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chào tạm biệt bạn, bởi vì hết ngày rồi, hết vui nữa rồi. Kết thúc một buổi đi chơi thật ý nghĩa và rất là vui vẻ của nhóm Phim Việt TV. Và bây giờ Thanh xin gửi đến lời chúc sức khỏe và lời chào là chúc thật thân ái đến các bạn như là năm mới. Thanh chúc các bạn tràn đầy hạnh phúc và có một năm thật thành công. Chào tới các bạn chúng ta. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và đón xem Phim Việt TV. Yeah. Chúc mọi người may mắn. Chúc mọi người luôn hạnh phúc và tràn đầy niềm vui. Yeah. Chúc mọi người nhà. Và bây giờ thì nhóm đang đợi xe mình bị dốc bên Sài Gòn để chuẩn bị đi chơi tiếp ngày mai.